Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ cùng Ngạch Ruby nhé. Hôm nay là thứ thứ bảy và thị trường thì cũng thường là cái ngày thứ bảy chủ nhật đấy, thì thị trường là khá là yên ắng đúng không? Khá là yên ắng luôn, ít khi mà sôi động vào thứ bảy chủ nhật lắm, ít khi mà sôi động vào ngày thứ bảy chủ nhật lắm các bạn ạ. Đấy. Ok, thì trong video này thì Thạch muốn nói với các bạn đó là Thạch muốn nói với các bạn là cái tín hiệu bán của Bitcoin nó đã xuất hiện rồi các bạn. Tín hiệu bán của Bitcoin nó đã xuất hiện rồi đấy. Tức là những cái hôm trước ấy thì tín hiệu này nó chưa xuất hiện này, các bạn nhìn thấy không? Đây này. Đây là một cái tín hiệu bán nó xuất hiện rồi. Đây cái tín hiệu màu vàng. Tín hiệu màu vàng này thì nó cũng tương đối xấu đấy các bạn, nó cũng không không phải là tín hiệu đẹp đâu. Anh chị em nào mà muốn xem biểu đồ ấy thì các bạn lên cái kênh YouTube của Thạch nhá. Ở trên cái phần mô tả ấy nó có cái đường đường link dẫn vào kênh YouTube của Thạch ấy. Thì các bạn xem trên 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 YouTube ấy thì các bạn sẽ xem được biểu đồ nhá. Thì ở đây thì Thạch đã thấy rằng là cái tín hiệu bán nó xuất hiện đây các bạn này. Đây đây đây. Tín hiệu bán nó xuất hiện này. Tín hiệu bán nó xuất hiện đây rồi. Ok. Đấy, đây đây đây, tín hiệu bán màu vàng nó xuất hiện này các bạn nhìn này. Đây thì thực ra là tín hiệu bán này thì bản thân Thạch đánh giá thì nó là một cái tín hiệu khá là mạnh. Lý do tại sao lại mạnh các bạn nhé? Tại vì cái tín hiệu này nó Thạch nói với anh chị em ấy, nó là tín hiệu nó xuất hiện ở cái cản màu tím. Nó xuất hiện ở cái cản màu tím anh chị em. Đấy thì là một cái tín hiệu cũng 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 khá là mạnh đối với Bitcoin, thì anh chị em cũng cẩn thận cái vùng này. Nhất là những anh chị em nào mà đi đòn bẩy các bạn. Đấy, thì vì khi mà nó xuống ấy, khi mà nó xuống ấy thì nó xuống cũng bão táp lắm các bạn. Đây này, cái vùng này nha anh chị em, để ý cho thấy cái vùng này nhá. Đây này. Giữa cái vùng là 51K9. Anh chị em này, hiểu không? 51K9 này và cái vùng 49K8. Hai cái vùng này. Anh chị em nào đang xem thì thả tim thả like cho Thạch với. Nhớ các bạn thả tim thả like đi. À, giữa hai cái vùng này này nó có một cái khoảng khoảng nó gọi là cái khoảng khoảng trống ấy, khoảng trống về volume. Ở giữa hai cái vùng này nó có khoảng trống về volume rất là mạnh đúng không anh chị em? Nhìn thấy là cái thạch để cái vùng màu vàng này đúng không anh chị em? Đấy, cái khoảng vùng màu vàng này này, đây này, đấy, cái vùng màu vàng đây là mối khoảng trống về volume rất là mạnh, và khi mà nó không giữ được cái mốc 52.000 đấy các bạn thì nó sẽ xuống đây cũng tương đối nhanh đấy anh chị em ạ, không phải đùa đâu. Đây này, hôm trước thì nó giữ ở vùng 52, và khi mà nó không giữ được cái vùng 51K9 ấy thì nó sẽ tụt xuống cái vùng 49K8, 49K8 nó tụt xuống cái vùng đấy khá là mạnh đấy các bạn. Thì anh chị em chú ý với cái mốc đấy nhá. Bạn nào muốn xem theo dõi biểu đồ nó rõ hơn ấy thì bạn đăng ký cái kênh YouTube của Thạch nhá. Bạn đăng ký cái kênh YouTube của Thạch ấy là nó có cái biểu đồ nó rõ ràng hơn. Thạch đang livestream trên cả hai kênh. Một cái kênh là kênh TikTok, cái kênh TikTok Thạch Ruby Capital. Còn bạn nào mà muốn xem biểu đồ nó rõ ràng hơn thì các bạn xem trên kênh là Thạch Ruby Capital ấy, các bạn xem trên YouTube ấy, search cái đấy ra thì bạn đăng ký nhá. Bạn đăng ký thì xem nó rất là rõ ràng hơn. Còn các bạn xem muốn xem mặt của Thạch ấy thì các bạn xem trên TikTok. Thế trên TikTok thì Thạch không không like biểu đồ. Em giao dịch trên sàn nào? Thì nhiều sàn lắm. Phải hầu sàn nào cũng cũng, cũng có sàn Binance này, Bybit này, KuCoin này, OKX này, Bitget đấy, thì khá là nhiều sàn. Anh chị em nào đang đang theo dõi xem live, các bạn thả tim thả like cho Thạch với đúng không? Bạn nào muốn nhìn thấy mặt của Thạch ấy thì các bạn lên trên TikTok nhá. Còn bạn nào mà muốn xem biểu đồ rõ ấy, thì các bạn lên trên YouTube. Em xem anh con Ada bao nhiêu chốt được? Em tiền nhiều vậy sàn nào cũng nạp vào không, chỉ khoảng mấy sàn giao dịch chính thôi.
Giờ để một sàn dễ toang lắm, nhất là mấy sàn lớn như Binance. Thực ra là nếu mà toang các bạn, toang thì trong uptrend này thì không không cái khả năng toang của Binance ấy. Thì các bạn nghĩ rằng là cái việc mà FTX ấy, thì nó sẽ bị tấn công vào những cái lỗ hổng các bạn. Những cái lỗ hổng của nó ấy. Thì tại sao mà nếu mà Bitcoin không sập mạnh các bạn thì mấy cái thằng 3AC này các bạn này, 3C này rồi Volkswagen các thứ nó không sập đâu. Các bạn biết là 3AC là một quỹ trade các bạn. 3C ấy. Đấy. Đấy 3AC này, tại sao nó sập? Tại vì nó sao? Nó là một cái thằng mà giao dịch Bitcoin. Khi mà nó ký quỹ các bạn, nó mua Bitcoin. Nó mua Bitcoin các bạn, 3C này, nó mua Bitcoin, đúng không? Rồi nó bị thanh khoản các bạn. Ví dụ như nó ký quỹ bằng Luna này, nó ký quỹ bằng Bitcoin, nó ký quỹ bằng ETH, nó ký quỹ bằng Solana, thì khi mà Bitcoin nó giảm ấy thì cái thằng 3AC này nó bị gọi làm sao? Nó bị call margin mà các bạn. Bị call margin. Xong rồi nó mới dẫn thêm nó mới tạo ra một cái lỗ hổng. Thì FX này, FTX này, 3AC này, Volkswagen này. Đấy, thì những cái thằng đấy nó mới 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 Celsius các kiểu ấy, nó mới sập chứ. Bây giờ thì khó sập đâu các bạn, thị trường nó đang là tâm lý tích cực như thế này các kiểu ấy, thì khi mà thị trường đang ấy lên ấy thì cái việc mà những có những cú thiên nga đen như thế thì tôi nghĩ là nó sẽ đỡ, nó sẽ hạn chế hơn. Nó sẽ hạn chế hơn. Binance nó vẽ nến long hay short đều chết. Binance nó sao mà vẽ nến được các bạn? Những cái đồng mà nhỏ nhỏ thôi. Ví dụ như những cái đồng mà nó kiểm soát được, nó kiểm soát được 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 gọi là volume ấy các bạn. Ví dụ như là một cái đồng ấy nó kiểm soát được khoảng tầm 80-90% thì nó làm giá được. Nhưng mà Bitcoin hay là ETH ấy thì cái volume nó lớn ấy thì khó kiểm soát được. Còn những cái đồng mà nhỏ nhỏ các bạn thì công nhận là râu ria của nó nhiều khi các bạn chơi ấy, nó quét hết của mình ấy các bạn, nó quét. Ok, tóm lại ấy, là trong video này thì Thành muốn nói với các bạn là tín hiệu buy, tín hiệu sell nó đã xuất hiện các bạn nhé. Tín hiệu sell nó xuất hiện rồi. Remetano thì Thạch giao dịch nhiều vào năm 2017 hay năm 2018. Đấy, chứ còn bây giờ thì Thạch không giao dịch Remetano nữa. Remetano cũng rất là lâu đời đấy các bạn. Tín hiệu sell xuất hiện đối với Bitcoin nhé các bạn nhé. Tín hiệu sell nó có xuất hiện đối với ETH không? Chưa. À có rồi. ETH thì tín hiệu sell nó cũng xuất hiện rồi các bạn. ETH thì sell nó cũng xuất hiện rồi. Đây đây đây, tín hiệu sell này các bạn này. Tín hiệu sell này cũng 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 chốt đấy, cũng chốt đấy. ETH thì các bạn nhìn đây là một cái nó gọi là cái khung thời gian, là cái cản năm. Anh chị có để ý cái cản màu tím này này. Nếu mà ETH nhá, nó không giữ được 27 2750. 2750. Nếu mà ETH ấy, nó không giữ được cái mốc là 2750 cũng cũng mệt phết đấy. 2750 nó sẽ xuống là 2660 này. Đấy, thực ra là các bạn cứ chuẩn bị tiền các bạn chuẩn bị tiền. Đợt tới là các bạn múc ETH cực ngon luôn các bạn. Nó sẽ có là đợt tháng 3, 13 tháng 3, các bạn nhớ mấy cái lịch của E nhé. 13 tháng 3 là cập nhật bản nâng cấp Dukan này. Rồi tháng 5 nhé các bạn nhé. Tháng 5 là spot ETH nhé. Tháng 5 là spot ETH cực kỳ ngon các bạn. Rất là ngon luôn. Đúng không? Anh chị em nào muốn xem biểu đồ nó rõ các bạn thì các bạn lên trên YouTube nhé. Còn các bạn mà muốn nhìn cái mặt của Thạch ấy, tương tác với nhau ấy thì các bạn xem trên TikTok ấy các bạn, TikTok. Ok, nói chung là chỉ muốn nói các bạn là tín hiệu sell nó xuất hiện trên cả Bit. Tín hiệu sell nó xuất hiện trên cả Bit này. Bit này, tín hiệu sell xuất hiện này. Và cả E. Đó. Cũng được đúng không các bạn? Đấy, hôm qua mà Thành chốt ở 52 ấy thì bây giờ đã được hơn 1.000 giá rồi. Hôm qua Thành chốt ở 52 thôi cũng hãy cô anh chị em nào thì chốt ở 52. Thực ra là thạch chốt không không được 52 hết đâu các bạn. Thì chốt cỡ 50 51 thôi.
Không chốt được năm 2 hết đâu. Đấy. Thì ngay cả mà Thạch nói với anh chị em là Thạch chốt năm 2 xong thì Thạch ngồi yên. Đấy. Mặc dù là mình thấy rằng là Thạch cũng không chốt full về đô. Cái chiến lược của mình ấy là từ giờ đến 2025 là mình không chơi chơi bài là chốt full ra đô, không chơi bài chốt full ra đô, mà Thạch sẽ chơi hiện giờ thì nó 75% đô. Đấy. Đấy. Cũng ổn các bạn, cũng ổn, 75% đô. Bitcoin xuống kìa, đúng rồi. Binance nó vẽ đến long short đều chết. Ok, anh chị em nào đang xem live ấy, các bạn nhớ thả tim thả like cho Thạch nhá. Anh chị em nào muốn xem biểu đồ ấy thì các bạn lên trên TikTok nhá, lên trên YouTube nhá. Đó thì tín hiệu bán nó đã xuất hiện. Tín hiệu bán nó xuất hiện. Đấy. Anh chị em cứ hỏi Thạch là mua ấy thì nói rằng là Bit nó đang chỉnh như này thì mua nó không ok lắm. Các bạn cứ đợi, ví dụ như là có anh chị em nào cứ hỏi Thạch là về ADA ấy thì ADA nó đã xuất hiện tín hiệu sell ở đây này. Đấy, hôm qua thì Thạch nói anh chị em chốt mà. Thì Thạch cũng không có anh chị em mua. Solana nó xuất hiện tín hiệu ở đây này. 120 này. Đấy. Dot các thứ này. Đây này. Đấy. Thì nó cũng điểm mua nó không đẹp lắm đâu. XRP cũng thế này. XRP các bạn này, XRP sáng nay Thạch nói rằng nó chưa mua được. Nói chung là chưa mua được các bạn. Chưa mua được. Đó. Chưa mua được. Các bạn đợi Bit nó chỉnh đã. Thành nghĩ là nó chưa biết là nó sẽ xuống chỗ nào ấy. Nhưng mà Thành cũng sẽ. Đây này các bạn này. Nó những cái tín hiệu mà thế là RSI các bạn nhé. RSI nó gãy, nó cũng chưa gãy cản đâu. Đấy. Nếu mà RSI nó xuống được đến chỗ khoảng tầm 67. RSI nó xuống được 67. Đấy, đây này. Các bạn nhìn thấy mấy cái điểm của RSI đi không? RSI hiện tại đang là 75. Đấy, RSI đang là 75. Nếu mà RSI nó xuống khoảng tầm 67 mà nó đỡ được ấy thì ok. Đấy. Đấy bạn này. Đấy, nhưng mà RSI nó sẽ test đây nha các bạn nhé. Test cả này. Đây này. Nếu mà cái vùng 67, 67, 68. 68 này. RSI tầm khoảng tầm 67, 68. Hiện giờ thì RSI đang là khoảng tầm 7, 75, 76. Đấy, 75, 76. Thì nếu mà nó về được khoảng tầm 67, 68 mà nó không thủng cái chen mà Thạch đang vẽ kìa. Đấy, nên là Thạch sẽ kiên nhẫn, Thạch sẽ đợi một cái màu xanh này xuất hiện các bạn này, dòng tiền nó vào. Hiện tại thì màu đỏ này thì không 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 thì không thích vào những cái khu vực màu đỏ này. Đây mình sẽ đợi cái vùng màu xanh này thôi này. Mình sẽ đợi cái vùng màu xanh này nó xuất hiện. Mình sẽ đợi cái vùng màu xanh này nó xuất hiện. Đợi màu màu xanh này xuất hiện. Thì anh chị em chú ý là RSI nhé. RSI cái này xem cũng khá là hay. Đây này, thầy cũng dùng cả RSI này. Được màu xanh là RSI các bạn. Đây này, nó sẽ xuống đây. Xuống đây nếu mà RSI đến đây lấy được thì sẽ đỡ được này. Đó. Cái mốc này, nhưng mà các bạn yên tâm, biết nó xuống cái mức giá nào thì thầy không chắc, nhưng mà khi nào biết ấy, là có tín hiệu mua vào thì thầy sẽ biết. Đấy, biết nó xuống cái mức giá nào thì thầy không không chắc nhá các bạn nhá, không biết được. Nhưng mà đến cái điểm nào ấy mà có tín hiệu mua thì thầy sẽ biết các bạn. Đây, nó lại xuất hiện cái này. Nó lại xuất hiện cái này. Còn chỗ này thì nó đang là bán này các bạn này. Đấy thì nhiều bạn mấy ngày nay cứ hỏi Thạch là mua bit giá nào ấy, mua bit giá nào, quên sorry. Mua mức giá nào ấy thì Thạch đều nói rằng là không mua được. Bây giờ lại Thạch đang call anh chị em là chốt chốt ao ra đúng không? Ao ra mình cũng chốt 75% đấy các bạn, tức là khoảng tầm 70 đến 75%, tức là hiện tại thì mình đang giữ khoảng 70 đến 75% là đô. Đấy. Mặc dù nhá các bạn nhá, Thạch biết là nó sẽ chỉnh. Đấy. Nhưng mà mình vẫn 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 giữ, vẫn giữ. Vẫn giữ khoảng 25%, 25% đến 30%.
Win hold dài hạn được không? Anh chị em có câu hỏi thì comment nhé. Các bạn có câu hỏi thì các bạn comment. Chỉ báo gì vậy ác? cái này là gọi là thầy cũng bỏ rất là nhiều đồng tiền bát gạo thầy mới có cái hệ thống này. Thì thưa thầy không xin phép nhé. Xin phép thầy không thể chia sẻ được. Bao nhiêu đồng tiền bát gạo người ta mới có một cái hệ thống đúng không? Đấy, nếu mà các bạn học ở trong những cái khóa học của thầy ấy, thì thầy sẽ nói. Đúng không? Để người ta kiếm cơm chứ các bạn. Cái gì nó phải có một cái giá của nó. Ok, đó, đây các bạn này. Thầy bây giờ thầy có nói miễn phí thì ai mà còn vào nhóm VIP nữa. Thật sự là như thế đấy. Bây giờ thầy nói miễn phí thì ai mà còn vào nhóm VIP nữa, ai mà còn học nữa. Đấy, thì những cái này thì thầy sẽ xin phép là thầy sẽ dạy cho anh chị em trong nhóm VIP. Và anh chị em học ở trong nhóm nhóm phân tích kỹ thuật cơ bản và nâng cao. Ở đây các bạn này, tín hiệu báo nó xuất hiện này. Thôi thì thôi. Chúc anh chị em cứ ngồi yên thôi các bạn. Tầm giờ thì cứ ngồi yên, ngồi chơi xem nước thôi. Tầm giờ thì cứ ngồi chơi sơn nước thôi các bạn. Đấy. Khi nào mà nó xuống bao nhiêu thì chịu các bạn. Ai biết nó xuống bao nhiêu. Nhưng mà khi nào các bạn, khi nào nó đảo chiều thì thạch biết. Khi nào nó đảo chiều thạch biết. Đây các bạn này. Tín hiệu của thạch thì nó đây này. Khi nào nó đảo chiều thì mình biết. Khi nào có dòng tiền vào thì mình biết. Khi nào mà mua được thì thạch sẽ biết. Đấy thì thạch có biết được cái đấy. Chứ còn bây giờ thì nó xuống bao nhiêu thì chịu các bạn. Ai nói được là nó xuống được bao nhiêu đâu. Đúng không? Nên khi nào mà nó đảo chiều thì mình vào thôi. Đúng không? Mình vào thôi. Toto 3 này. Thì hôm trước thì cũng nói anh chị em là Toto 3 ấy, tức là tổng vốn hóa của thị trường trừ bid và e ấy. Thế đây này, nó đã có tín hiệu buy từ sell từ hôm qua này. Hôm qua các bạn sell chốt on coin cũng được này. Hôm qua các bạn chốt ổn coi cũng được đấy. Đúng không? Hôm qua mà các bạn chốt ổn coi cũng được mà. Ừ. Thực ra là những cái hệ thống này Thạch cũng phải nâng cấp khá là đấy, tức là ngày trước thì thực ra là Thạch cũng nâng cấp mới nâng cấp luôn đấy. Ngày trước thì cũng bị gọi là lỡ lỡ đò mấy phát luôn đấy các bạn. Đây này, ví dụ như là mấy phát là Thạch lỡ đò luôn, nhưng bây giờ thì ok rồi. Ok rồi. Bây giờ thì cũng không sợ lỡ đò nữa đâu. Thầy thấy rằng là những cái điểm mà bây giờ biết xuống bao nhiêu thì không chịu nha các bạn nhé. Nó chỉ có những cái mốc mà anh chị em chỉ cần quan tâm thôi. 49 49 này. Đấy. 49 49 50 47 48 45 46. Bốn bảy bốn tám này và bốn bốn một bốn hai đấy, còn nó xuống được cái vùng nào thì để thời gian nó trả lời thôi các bạn, mấy cái mốc đấy. Chứ bây giờ mình cũng không biết được là nó sẽ xuống bao nhiêu. Ở đây thì Thạch có một cái câu hỏi là win hold dài hạn được không. Win thì ở cái phần tokenomics thì các bạn tự tìm hiểu nhá. Đấy, nhưng mà về Wing ở đây là cũng có tín hiệu bán này này. Wing là có tín hiệu bán hôm qua này. Wing hồi dài hạn được mà. Đây là có cái cản là 9 đô này, 8 đô, 10 đô này. Cái khung tuần này. Khung tuần ấy thì con Wing này thì mua đẹp nhất là chỗ này này. Wing là mua đẹp nhất là đợt tháng 7. Các bạn nhìn không? Đây này, đây này, tín hiệu mua đẹp nhất là tháng 7. Còn bây giờ thì nếu mà để về dài hạn ấy thì vẫn ok mà. Win thì đỉnh cũ của nó là bảy mấy cơ mà. Mà Win bây giờ có 9 đô. Ok mà. Ok mà. Có thể là bit mà chỉnh một cái nhịp như thế này ấy, thì các bạn target Win độ khoảng tầm 8 đô. Nghĩa là đây là có một cái mốc là 9 đô 2 này. Đây là một có một cái mốc 9 đô 2 thì Win có vẻ là không giữ được 9 đô 2 đâu. Nghĩa là 8 đô. Đấy, nếu mà trong trường hợp mà bid sập sâu các bạn thì các bạn sẽ có khoảng tầm 6 6 đô 7.
Nhưng mà đây này, các bạn bị mốc là 8 đô hoặc là 6 đô 7. Đấy. Tức là khi nào mà các bạn mua được bit ấy các bạn. Thực ra khi nào các bạn mua được bit ấy. Bit mà có tín hiệu các bạn, bạn múc được hết luôn ấy. Bạn múc Oncoin, bạn múc ETH rồi các bạn múc các thể loại luôn. Link mua giáo nào được, link các bạn xem biểu đồ nhá. Các bạn xem biểu đồ thì các bạn lên trên kênh YouTube của Thạch nhá. Kênh YouTube của Thạch là Thạch Ruby Capital. Đấy, Thạch Ruby Capital. Thì các bạn xem trên kênh Thạch Ruby Capital ấy thì Thạch sẽ các bạn sẽ xem được biểu đồ Cyber mua mức giá nào được. Ra câu trả lời ngắn gọn nhất đi các bạn là cái mức giá của mức giá mà các bạn mua được thâu được tức là gom được ôn coi là lúc khi mà bit có tín hiệu mua đơn giản nhất. Khi nào bit mua được ấy, thì các bạn sẽ mua được ôn coi. Chỉ ngắn gọn và đơn giản như vậy thôi. Khi nào bit mà mua được các bạn bit mà mua được thì các bạn múc xuống xuống tiền e xuống tiền ôn coin là bạn múc được. Ví dụ như là hôm trước ấy thì nói anh chị em là hôm đấy thì có cô anh chị em là mua mua đồng loạt luôn. Đây này. Ngày cái ngày 23 này, 23 này, 24 25 này các bạn nhìn thấy không? Ba cái ngày này. Đấy thì cô anh chị em đúng vào ba cái ngày này luôn các bạn. Cô anh chị em các bạn ở trong nhóm VIP ấy rồi các bạn theo dõi kênh ấy thì các bạn đều biết là thầy cô anh chị em đúng ngày đấy. Thầy cô anh chị em là đợt vừa rồi là múc bit này, múc e này, liên tục dặn anh chị em là trong thầy liên tục dặn anh chị em ở trong nhóm nhóm VIP ấy là phải mua e các bạn. Các bạn phải mua ít nhất là các bạn phải mua 30% 20 50%. Đấy thì còn liên tục dặn anh chị em trong nhóm VIP đấy tại vì thầy còn làm cả cái video ở trên kênh này này tức là cảnh báo ấy là dòng tiền liên tục vào vào ETH đi các bạn. Đấy thì còn làm cái video là cảnh báo anh chị em là liên tục dòng tiền liên tục vào ETH đấy. Đấy. Liên tục vào thì thực sự là lúc nào mà các bạn mua được bit, mua được e thì các bạn múc được. Thì cái mức giá đấy là một cái mức giá mà các bạn mua được. Thì trả lời chỉ đơn giản thế thôi. Lúc nào các bạn múc được ít, múc được e thì các bạn múc được ồn coi, đơn giản như thế thôi. Còn khi mà nó đang là trong một quá trình đi xuống này này thì nó giống như kiểu là mình bắt dao rơi nó rất là khó nha các bạn nhé. Mình bắt dao rơi rất là khó. Ở đây thì bây giờ thì Thạch đã update cái công cụ của mình rồi. Thì lúc nào mà có tín hiệu nha các bạn nhé. Lúc nào có tín hiệu tín hiệu mua mua bit, mua e thì các bạn múc được ồn coi thôi. Ví dụ như Thạch nói rằng là về về ETH nhé, phải nói về ETH nhé các bạn nhé. Các bạn có phải là các bạn nhìn thấy rằng là cái ngày các bạn chú ý cho Thạch cái ngày đấy nhé. Các bạn chú ý cho Thạch cái ngày này. Đấy. Những cái cột này này nó rất là dài đúng không? Tức là điều đấy có nghĩa là dòng tiền nó vào cực kỳ mạnh luôn đấy. Đấy. Thì có phải là cái sóng vừa rồi ấy thì các bạn nhớ là cái ngày đây này Thạch để cái ngày đấy nhá. Thạch để cái đấy. Các bạn nhìn thấy không? Ngày 23 đúng không? Ngày 23 các bạn múc được này. Bạn thấy là Thạch cũng call anh chị em đấy. 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 Rồi ngày 24 nhá. Ngày 25 nữa các bạn nhá. Tức là ở đây các bạn nhìn nó đơn giản như này thôi nhưng mà nó là ba tín hiệu đây các bạn này, ba tín hiệu đấy. Các bạn nhìn thấy nó đơn giản như thế này, nó ba tín hiệu đấy các bạn ạ. Đây này. Các bạn nhìn thấy là đây này. Ơi cái ngày 23 này 24 25 này thì các bạn có thấy rằng cái ngày này đều là cái ngày mà các bạn múc được được bit này, các bạn múc được e này, các bạn múc được ôn coin rồi. Đấy. Nên là để bây giờ mà bắt rau rơi thì khó phết đấy các bạn ạ, khó phết đấy. Thì mình cũng sẽ phải chấp nhận là mình đi CA giá xuống. Đấy, còn lúc nào ấy mà Thành thì không thích kiểu đấy. Không thích kiểu đấy. Thành thích là khi nào mà Thành mua được bit này, đang là đợi cái cơ hội đấy các bạn này. Thầy đang đợi cái cơ hội đây này các bạn này. Cơ hội này nó xuất hiện nhá. Đấy, đây này. Nếu bạn tính về RSI này, đây này. Đây này đấy. Thì nó cũng đây này, các bạn nhìn thấy có phải cái đường màu xanh này RSI thôi. Thì cái đường màu xanh này nó xuất hiện các bạn. À quên sorry. À, tức là cái trend của RSI này. Cái chain của RSI nhá, nó bị break ấy các bạn. Cái chain của RSI nó break này thì đấy, các bạn nhìn thấy nó tăng 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 đấy đúng không? Đấy thì các bạn nhìn thấy ngày 23 24 25 Thành sẽ đợi cái tín hiệu này các bạn này.
Đấy, đợi cái tín hiệu này. Đó, như là có những cột màu xanh hay là có những cái nho màu trắng ấy bạn. Đợi cái tín hiệu này thì một cái điều mà mình chắc chắn nhất là cái này nó sẽ quay trở lại các bạn. Chắc chắn nó sẽ quay trở lại. Chắc chắn nó sẽ quay trở lại. Chắc chắn nó sẽ quay trở lại. Mà nó không phải là một thứ đâu các bạn. Đây này. Bảo ủ cái này nhỡ nó sai sao? Đây đây các bạn này. Đấy. Đó, sao sai được các bạn? Đây này. Đây này, đồng thời các bạn nhìn thấy cái ngày đấy, cái này có phải là ba cái cột này nó xuất hiện không? Ba cái cột đỏ đỏ ở dưới nó xuất hiện không? Đấy. Thì cái đây là một cái hệ thống mà thành update mới. Update mới các bạn, mới update, mới update. Mới update các bạn. Đấy và khá là yên tâm. Khá là yên tâm để mình có thể bán ra. Xong rồi nhiều bạn nói ui sao lại bán ra đúng không? Nhiều bạn bây giờ ấy, nhỡ nó bây giờ nó lên 100 thì sao? Đúng không? Bây giờ là các bạn mua được, giả sử các bạn mua được giá 40 đi. Bây giờ lên nó lên 50 các bạn không dám dám bán. Xong sau này nó lại trở lại 40, tất nhiên về dài hạn thì các bạn sẽ chấp nhận những cái như thế, nhưng mà cái việc mà chốt lời nó cũng phải là một cái khó đấy các bạn. Việc chốt lời cũng là khó đấy. Đây này. Đấy. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là có phải là nó cũng đây này, đó, đây, chỗ này nó xuất hiện đồng thời luôn các bạn nhé. Đấy. Xong rồi chỗ này nó cũng là chỗ này này. Đấy. Ok. Nói chung là tại không biết được là Bitcoin nó sẽ về mức giá nào. Dự tính thôi các bạn, chỉ dự tính thôi. Còn khi nào mà nó có tín hiệu mua thì sẽ biết. Anh chị em nhớ đăng ký kênh của Thạch nhá. Các bạn nhớ đăng ký kênh của Thạch nhá, kênh YouTube đấy. Kênh TikTok cũng được. Đấy. Ở trên kênh YouTube thì các bạn xem được biểu đồ, còn ở trên TikTok thì các bạn xem được cái mặt của Thạch. Ok. Chị ơi, con RDNT hold dài hạn được không? Thực ra con này là cũng là con coin mới. Con này thì các bạn đợi nó chỉnh chỉnh một ít nữa. Ở đây là có rất là nhiều cái tín hiệu bán. Con này thì cái điểm mua đẹp của nó ấy các bạn nhỉ. Các bạn nhìn thấy là nó mua được tháng 9. Tháng 9 các bạn này. Đây này, nho nho này. Đây, cái điểm mua đẹp của con này là mua tầm tháng 9, mùng 10, chính xác là mùng 10 tháng 9 các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy là nho trắng xuất hiện một loạt này. Xong rồi cái chỗ nào ấy mà nó có vừa cái màu xanh này, vừa nho trắng này, thì chính xác là ngày mùng 10 tháng 9 là cái điểm mà các bạn mua đẹp nhất. Mùng 10 tháng 9 là các bạn mua đẹp nhất. Còn hiện tại con này ấy, thì nó đang để nó đang là tạo ra các cái đỉnh giảm dần đấy, thì các bạn đợi nó điều chỉnh một chút, đợi nó điều chỉnh một chút rồi các bạn vào. Khi nào mà biết về E ấy, Bit và ETH ấy nó có điểm mua ấy, các bạn múc con này. Nói chung là khi mà Bit về em mua được ấy, các bạn múc con nào cũng được luôn ấy. Đấy, nước nước nổi thì bèo nổi hả? Nước nổi thì bèo nổi đúng không? Nước nổi bèo nổi các bạn. Nước nổi thì bèo nổi đấy. Con này là cái điểm mua các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn là cả một cột chỗ này nhá. Đấy, nó chỉ có mỗi một cái ngày mùng 10 tháng 9 là mua đẹp nhất. Đây. Ngày mùng 10 tháng 9 nhé, các bạn xem là mức giá nào nhé. Đây này. Đấy các bạn nhìn thấy có mức giá là 19 196 luôn. Đấy các bạn nhìn này. Các bạn mua 196 thì các bạn bây giờ là các bạn đã lời bao nhiêu rồi? 82% con này cũng hơi 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 bình thường nhỉ. Nói chung ấy là con này thì những cái mức giá mà các bạn có thể target nhé. Có vẻ cái chỗ này là chỗ mức giá 031 có vẻ không đỡ được các bạn. Nếu biết mà nó chỉnh 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 mạnh tiếp ấy thì các bạn có thể là có mức giá là 025. Đấy. Hiện giờ thì con này đây hôm trước có điểm mua này. Hôm trước cái điểm mua đẹp của nó là cũng cũng là ngày 23 này. Các bạn thấy không? Lúc bit với e mua được thì tất cả altcoin đều mua được này các bạn này. Đây này. Bit với e mà mua kiểu mua được ấy. Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nào đang xem live của Thạch ấy thì các bạn thả tim thả like cho Thạch với. Các bạn thả tim thả like ủng hộ Thạch quá. Các bạn tương tác với Thạch để Thạch biết là các bạn đang đang theo dõi mình nhé. Đấy, bạn nào các bạn đang xem trên trên TikTok ấy. Đấy các bạn
thả thả tim thả like, các bạn thả tim thả like nhé, để Thạch sẽ chịu khó Thạch like trên trên TikTok đúng không? Thì chịu khó Thạch like trên TikTok, không thì Thạch lại 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 chỉ like mỗi màn hình trên trên YouTube thôi. Đúng không? Đấy, nhiều khi mà các bạn vừa xem biểu đồ thì bạn nên YouTube, còn các bạn xem mặt của Thạch ấy, đúng không? Để chúng ta tương tác nói chuyện với nhau thì các bạn xem trên TikTok nhé. Ok, nói chung là tóm lại một câu ấy là các bạn khi nào mà Bit và E mua được thì các bạn auto mua được Oncoin luôn. Nhiều bạn là mấy hôm vừa rồi cứ hỏi Thạch là mua được Bit với E không, à, mua được các Oncoin không, thì Thạch thấy là cũng không được lắm. Tại vì sao? Chỗ này nó có tín hiệu bán này này. Chỗ này nó đang cái cản tuần nó là 52.5 các bạn. 52.5. Đấy, thì nó đang là có vẻ nó không đỡ được cái cản tuần này, thì nó sẽ còn có một cái 49 này. À, Bit thì nó có dấu hiệu điều chỉnh các bạn. Bit mà nó cứ chỉnh mạnh được khoảng tầm 3-5% thì Oncoin tắt điện luôn đó. Oncoin tắt điện luôn. Con Star Star còn chơi được không á? Con này thì Thạch thấy nó kiểu cũng hơi bơm thổi ý. Con này Starling này. Con này có vẻ hơi bơm thổi nha các bạn nhé. Đây ví dụ như ngày 16 tháng 10 là nó bơm dã man luôn. Con này con bơm thổi ý. Bạn phân bổ vốn nó cẩn thận. Đấy. Còn điểm mua thì nghĩ chỗ này điểm mua cũng được đấy. Đây này. Đây này. Có vẻ là nó sẽ có một sắp đây chỗ chỗ này nhá. Cái nhịp nó bơm nhá các bạn nhá. Nó bơm này, nó dòng tiền nó vào nó gom từ tháng 7 các bạn. Nó gom suốt từ tháng 6 tháng 7. Cái con Star này. Nó gom cái nhịp nhịp vừa rồi ấy, tháng 6 tháng 7 năm ngoái và thậm chí đến tháng 8 nó gom luôn. Cả suốt một cái đợt mà tháng từ tháng 6 đến tháng 8 các bạn, thậm chí là nó còn đẩy giá mức giá xuống dưới nữa. Đây này, đấy. Thì đợt này thì Thạch thấy nó cũng khá là tương tự, có thể nó sẽ là tà đây này và bùng bùng phát nó đẩy. Thì con này nó giống như kiểu xổ số ấy. Đấy. Xong nó đẩy ở đây, xong nó đẩy này, ví dụ như là nó gom từ đây đúng không? Thì Thạch thấy là cái kịch bản này nó đang là lặp lại như thế. Ủa, 21 lần nó man nhỉ? Đấy, thì cái vùng này các bạn muốn mua thì Thạch thấy là cũng khá ok. Ok, các bạn mua này nó có thể nó giảm, nó test lại vùng vùng này một tí, có thể nó giảm đâu đó là khoảng tầm mấy chục phần trăm, nhưng mà thì con này đã tăng thì nó tăng hàng 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 5-10 lần hoặc cái gì đấy đúng không? Nên là thấy là dòng tiền nó cũng cũng vào này các bạn này, nó đang gom ở cái mức giá này này, mức giá 23, 24, 25 này, nó đang gom ở cái mức giá đấy, thì thấy là nó đang set lại game các bạn. Nó sẽ lại game, có thể là nó sẽ biến động, tức là nó sẽ kiểu là nó sẽ đi ngang các bạn, con Starling ấy. Đấy. Con Starling là thì nó sẽ đâu đó nó sẽ đi ngang. Đó, đây là thẻ đấy nó có vẻ nó đang set lại game. Nó sẽ game và sắp tới ấy, thì có thể nó sẽ đẩy nó gom ở đây cũng khá là lâu đấy, đẩy bung một nhịp này. Ở đây nó 3 tháng rồi. Tức là nó thu lại hết các bạn. Nó có được khoảng tầm 80 90% này. Chỗ này là 90 ngày. Chỗ này là 100 120 ngày, có thể là tầm tháng nữa. Nó gom lại hết cái chỗ đây này các bạn này. Đấy, nó xả xong rồi nhiều người chán bán ra. Thì có thể nó sẽ thêm thời gian đây này, nó có cái mốc này. Nếu các bạn thích kiểu là coi xổ số ấy, thì thằng này cũng cũng ok. Bạn thích coi xổ số thì thằng Starling này cũng ok. Đấy. Thì Thạch thấy là cái dấu hiệu nó gom ok nhá. Này. Đấy. Bạn cứ đi xe tầm hoặc bạn cứ giữ độ khoảng tầm 1 tháng. Tháng nữa. Tháng 2 tháng nữa thì nó sẽ có một cái nhịp boom. Tháng 2 tháng nữa sẽ có một cái nhịp boom, chắc là nó Linh á. Linh thì ok mà. Linh này thì RSI của nó đang là 70. Linh năm nay các bạn. Hiện tại thì các bạn như Thạch đã nói,
anh chị em đây này, nó đang gặp một cái cản rất mạnh ở vùng 20. 20 có thể nó sẽ đẩy về 18, 18, 17. Đấy. Thì hiện giờ Linh nó đang có cái dấu hiệu này các bạn này. MACD nó cắt xuống này. Giá tăng nhưng mà nó tạo phân kỳ giảm này. Thì có thể Linh nó sẽ điều chỉnh. Các bạn có thể target cái vùng 17, 18 hoặc là 15, 16 gì đấy. Nếu mà bây giờ thầy không giữ on coin. Không giữ on coin. Không giữ on coin nhưng mà chắc là đợi một cái nhịp mua được bit ấy, thì các bạn auto các bạn mua được on coin. Lúc đấy bạn sẽ có cái mức giá on coin nữa, ví dụ như là nó đẩy xuống mức giá nào ấy thì các bạn mua cái mức giá đấy. Ví dụ như là lúc mà bit nó có tín hiệu mua ấy. Bit có tín hiệu mua thì các bạn sẽ mua được cả thằng này luôn. Đây này. Thằng Linh là các bạn mua 8 tháng 1 này. Và cái điểm mua đẹp nhất của Linh nha các bạn nhé. Đây này. Giờ thầy cũng hơi tiếc. Hơi tiếc không mua Linh. Đây các bạn này. Đây này, Linh mua đẹp nhất là cái khúc là giữa tháng 8. Giữa tháng 8 đến giữa tháng 9. Linh mua đẹp nhất là đây này. Tháng 6 này. Tháng 6 này. Tháng 8, tháng 9 là mua đẹp nhất. À, các bạn sẽ mua được mức giá 5-6 đô. Còn bây giờ thì chắc là các bạn phải mua mức giá trên 10 đô rồi. Thành nghĩ là nó sẽ trên 10 đô. Còn hiện giờ thì nó đang đây này, nó đang có dấu hiệu phân kỳ giảm. Tùy các bạn thôi. Đấy. Thầy cũng sẽ mua Linh. Nhịp nhịp tới thầy sẽ bắt Linh nữa. Nhưng mà cũng chưa biết là cái mức giá nào đâu các bạn. Chưa biết là cái mức giá nào đâu. Đấy thì nếu mà dự tính ấy. Dự tính thì nó có mấy cái mức giá để các bạn, nếu bạn thích cái kiểu DCA nhá. Bạn thích cái kiểu DCA thì nó sẽ có mấy cái mức giá này. 18 này. 17 này. 16 này. 14, đấy, mấy cái mức giá đấy. Mấy cái mức giá này các bạn nếu mà thích thì các bạn gom. Nếu bạn 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 thích ấy, thì có mấy cái mức giá này để gom này. Đấy, thì nó sẽ có mấy cái mức giá này để anh chị em gom. Nhưng mà thầy không biết là nó về cái mức giá nào đâu các bạn nhé. Không biết về cái mức giá nào. Nhưng mà hiện tại ấy, thì cái khả năng nó về 17 các bạn. Tại vì ở đây này, MA20, MA20 nó đang là 18. Có thể nó về 17, 18 là có. Bây giờ nó đang là 19 thì nó có thể là về 17, 18. Đấy, còn cái mức giá mà để gom các bạn, để mua được ấy, thì thầy nghĩ là khi nào BitVE mà mua được các bạn. BitVE mua được. Hiện giờ BitVE nó đang có tín hiệu bán này các bạn này. Các bạn nhìn thấy không? BitVE nó đang có tín hiệu bán. Nó đang có tín hiệu bán đây, các bạn nhìn thấy tín hiệu bán không? Anh chị em nào nhìn thấy tín hiệu bán thì comment cho Thạch là số 1 nào. Các bạn nào nhìn thấy tín hiệu bán thì comment cho Thạch số 1. Xin vào nhóm thì bằng cách nào? Bạn lên trên YouTube đấy. Các bạn lên trên YouTube đấy. YouTube xong rồi có thông tin của Thạch ở trên YouTube đấy. Đấy thì nó có tín hiệu bán rồi. Thì bây giờ thì cứ ngồi yên thôi các bạn. Nó có tín hiệu bán rồi thì chắc là ngồi yên thôi. Khi nào mà có tín hiệu mua, thầy cũng nhắc lại cho anh chị em là thầy không biết là nó biết nó về mức giá nào đâu nha các bạn nhé. Đây là những cái mức giá dự tính ấy. Thì tại sao đây là những cái điểm, nó đây là cản năm đấy các bạn. Đây là những cái cản của năm. Thì đây là cản rất là mạnh luôn. Những cái cản màu 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 tím, màu xanh này các bạn này. Đấy. Cái cản mà nó to đậm đậm đấy. Tại sao bit nó đây là cái cản tím này các bạn này. Cái cản tím này là cản của năm. Đấy, cái cản tím này là cản của năm các bạn. Đấy thì nó về cái mấy cái mức giá này này. Nó về mấy cái mức giá này anh chị em này. Đây, tức là bit nó test 52.5 mà không thành công này các bạn này. Ở đây xuất hiện tín hiệu mua. Rồi ai đang nào khoảng 7 năm. Đấy. Thì đây là mấy cái mức giá dự tính 42, 43. Đây 4 ở 42, 43. Đây là mấy cái mức giá dự tính. Thì thế là khả thi 42 cũng được. 42 thì nghĩ là cũng khả thi đấy. Nếu mà bây giờ mà chọn mấy cái mức giá mà bit nó về ấy, thì Thạch sẽ thấy rằng là 33, 34 thì
cũng có khả năng đây nhá. Nếu mà anh chị em nhìn thấy là đường 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 S SMA 200 ấy các bạn. Đây này. Cái đường SMA 200 bây giờ nó đang là khoảng tầm 35. Cái đường MA bây giờ nó đang là 37. Đấy, thì vẫn có khả năng là nó test lại SMA 200 một lần nữa. Đấy, thì cũng có thể là chúng ta có mức giá 33 34. Đấy, nhưng mà thầy thấy là khả thi nhất là 42. 42. Nếu mà cho thầy chọn các cái mức giá ấy, thì thầy sẽ thích cái mức giá tương. Thầy thấy là cái khả năng ấy là nó sẽ chạm về mức giá 42. Đấy, thì nó là khả thi nhất. Còn mức giá 33 ấy. Còn bây giờ là vùng 2x hơi khó các bạn nhé. 2x đây này, 2x tức là vùng 25 thì nghĩ là khó rồi các bạn. 25 thì khó có khó lắm. 25 28 chứ, 27 28 thì nghĩ hơi khó. Thì nghĩ hơi khó. Đến V8 tức là nó giảm được khoảng tầm yêu 64%. Khó lắm các bạn. À đâu, 28 thì nó chỉ về đến 46% cũng được. Có khả thi nhưng mà nếu mà nó về 27 28 thì là món quà các bạn. Còn thực tế là vùng mà thì nó đối với khả thi tức là mình gọi là nó ước mơ có thể trở thành sự thật các bạn. Tức là để tư vấn giúp mình đồng Shiba Inu như thế nào, mình mua hơn 1 năm rồi mà nó chạy chán quá. Được vừa rồi cái sóng meme me hơi hơi kém nhỉ các bạn, kể cả pepe meme me nó được nhịp vừa rồi nó lỡ nó không đi cùng thuyền luôn các bạn, tức hết cả mình đúng không? Này cũng mua một ít meme me, rồi thật thành phải sút đi các bạn, chán 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 không ăn thua, thành cũng mua một ít meme me. Đợt vừa rồi thì mình lợi nhuận chủ yếu đến từ bit, đến từ e, đến từ cái con OP ARB đấy, hai hai con mà thành thứ hơn thành cũng cũng chọn, nhưng mà thành thứ nó hơi chán trong cái portfolio của thành là con DIDX, con ấy chán đời. Con thứ hai là con XRP đấy, con XRP chán đời, hai con đấy, hai con đấy chán đời. Nhưng mà thành nghĩ là nó tích lũy lâu như thế thì cũng ok. Thế đợt vừa rồi là mình đó, mình chủ yếu là mua bit, mua e, mua op, mua arb đó. À bây giờ xem em manta này, thì thấy thấy là cái mức giá mà mình thấy khả thi nhất ấy nó là 42 các bạn. Còn hiện giờ nhé các bạn nhé, mình kỳ vọng cái mức nào ấy thì nó phải là có cái gì nhỉ, nó phải khả thi các bạn. Đường 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 MA 200 ấy các bạn, bây giờ nó đang là 35 36. Đấy, thì thầy thấy là cái mức giá 42 là mức giá khả thi nhất. À, để lần này bit nó về. Đấy, còn hiện giờ thì ngồi đợi thôi các bạn. Không mua bán gì ở chỗ này các bạn, không mua bán gì chỗ này. Đây nhá, mình sẽ mua khi mà màu xanh nhá các bạn nhá. Mình màu đỏ thì mình ngồi yên, đừng đừng mua ở chỗ này. Đấy, giống như hôm trước ấy, thầy có phải có làm một cái video cảnh báo anh chị em ấy, đừng sọt Bitcoin, đừng sọt ETH. Nút bit ở giá 42 các bạn. Đây này các bạn nhìn thấy Thạch làm một cái video, đừng sọt Bitcoin, đừng sọt ETH, đừng có sọt vào chỗ màu xanh này. Anh chị em mà sọt 42 là anh chị em cực kỳ sọt nguy hiểm các bạn. Tại sao lại sọt vào những cái vùng mà nó gom nhiều này? Đấy, Thạch có làm một cái video là như thế. Mình thấy ARB tiềm năng đúng rồi, ARB nó đẩy bit, đẩy e, mà sắp tới e nó có quá nhiều sự kiện luôn các bạn. E nó có quá nhiều sự kiện này, sự kiện cập nhật KuCan này, KuCan là vào giữa giữa tháng sau, giữa tháng 3. Xong rồi support E, support của E nó là tầm tầm tháng 5. Thì chắc chắn là cái dòng ăn theo ETH ok các bạn. Chắc chắn dòng ETH dòng ăn theo ETH ấy nó sẽ rất ok luôn. Đấy, các bạn có nhớ tại sao lý do tại sao mà thầy làm cái video cảnh báo là đừng sọt bit và đừng sọt E. Nút bit khoảng 42k, 42k8 ấy các bạn. 42k8 các bạn có xem cái video đấy không? Anh chị em có xem cái video thầy cảnh báo anh chị em là đừng sọt bit với cả đừng sọt e lúc mà bit 42k8 không? Có chừng gãy tay đấy, nên là nhiều anh chị em mà sọt bit lúc 42k8 là gãy tay luôn đấy các bạn. Có cái bạn nào bạn sọt bit lúc
lúc 42 ấy. Đấy, bây giờ rất thạch thính, nghĩ là bạn ấy có khả năng về bờ đấy. Bạn ấy để cái mức thanh lý nó khoảng 54, 54 thì 42 bạn ấy về bờ được đấy. Mình cũng đang gom ARB cứ dưới 1.5 nó hốt, ok đúng không? ARB thì hôm trước thầy có thầy gom thầy chốt 2.4, đợt vừa rồi thầy gom gom lại, thầy cũng cô anh chị em trong nhóm VIP mà. Ừ, thầy cô anh chị, ô cái gì này, thầy cô anh chị em trong nhóm VIP làm gom ARB các thứ ấy, vì mình thấy là bit cũng khá là e cũng khá là ok. Thế ARB ấy, ARB thì thầy nghĩ rằng là một chấm anh chị em mua vùng 1.5 là an toàn. Đây này, hôm trước thì thầy cũng cô anh chị em trong nhóm VIP là mua mua ARB mua OP này, các bạn mua quá quá trời là mua luôn. Chỗ này không mua thì bao giờ mua các bạn? Chỗ này không mua thì bao giờ mua đấy đúng không? Khi này khi nào vào hàng thì báo mọi người với, cứ xem chị follow kênh của thầy, follow kênh của thầy. Ngày nào thạch lại chẳng live stream đúng không? Có ngày nào ấy đâu, có ngày nào không live stream đâu. Có ngày nào mình không live stream đâu các bạn. Thì các bạn xem cứ xem kênh của thạch ấy. ARB thì đúng, cứ dưới 1.5 là mua khá là an toàn. Nếu mà ARB, thực ra là ARB thì cũng cũng nhịp tới thì cũng sẽ mua, nếu mà trong Oncoin thì sẽ mua rất là nhiều ARB đấy, tức cái tỷ lệ này. Thì nghĩ là ARB nó không trụ được 1.9 đâu. Nó có thể là mức 1.4 ấy. Chắc là nếu mà cái vùng kỳ vọng này 1.5 là nó sẽ quay về đấy các bạn, 1.5 là quay về đấy. Đây này. Này. Đấy, 1.5 là khả năng nó quay về đấy. Đây này. Hôm trước thì thầy cũng cô đấy chị em mua 1.6 này. Đấy, chỗ này bán được rồi này. Thầy nghĩ là 1.5 là ok đấy. Đợi một cái game mới các bạn. Đây này. Bao giờ xuất lại hiện lại tín hiệu mua mình mua này. Đấy. Bạn có chơi FX không hay là chỉ chơi coin? Thạch thì cả 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 coin với cả chứng khoán các bạn, chứng khoán Việt Nam. FX thì không, FX thì không, không chơi FX, không chơi FX vì không đủ thời gian các bạn. Sao đủ thời gian, sao đủ thời gian mà chơi cả FX nữa, mệt lắm. Đằng nào cũng kiếm tiền thôi, mình cứ bỏ tiền vào đâu ấy thì mình tập trung vào đấy thì không chơi FX. Solana được không thì thầy nghĩ là được, được. Nhưng mà Solana mà các bạn target x5, x10 thì không, không được. Solana bây giờ nó hơn 100 rồi. X5 thì nó rơi vào x3, x3 thì nó được hơn 300. Khó. Nhưng giờ vẫn tăng nhưng mà kỳ vọng nó sẽ không cao. Manta. Manta ok đấy các bạn, Manta. Manta ok nhé các bạn nhé. TVL nó vẫn tiếp tục nó đổ vào Manta. Thì thầy nghĩ rằng là Manta ấy, đây này nó sẽ có cái những cái vùng là 1.9 này. Nếu mà đẹp thì nó sẽ đẹp thì nó sẽ có cái vùng 0.8 kinh nhỉ. Đây chắc là nó nếu mà nó không đỡ được 2 2 đô các bạn này. 1 đô 9 này. 2 đô 2 này. 5 đô 1 này. Đây nó chắc là nó sẽ về đây các bạn. Nó sẽ về được khoảng 1 đô 9, 2 đô 2, 5, 2 đô 5. Hiện tại Manta đang là 2 đô 8. Thì lúc nào mà mua được bit bit với cả e nó đến cái điểm mua ấy thì bắt được cả cả con này các bạn. Cái này nó sẽ trong cái tầm ngắm của mình nữa. Nó sẽ có trong cái tầm ngắm của mình nữa.
Ok, nói chung là bây giờ thì mình cứ ngồi yên thôi, chả hành động gì cả các bạn. Thầy thầy cũng ngồi yên thôi, bây giờ chắc là ngồi yên. Đợi màu xanh quay trở lại các bạn, đợi thầy sẽ đợi màu xanh quay trở lại. Thì ăn ngon ngủ kỹ thôi. Ăn ngon ngủ kỹ thôi các bạn, đây, ăn ngon ngủ kỹ thôi. Bao giờ mà mình thấy tín hiệu gom vào thì mình sẽ gom. Bây giờ thì thầy không hành động gì cả, ngủ yên thôi, có lệnh sọt các bạn. À, nói là không hành động thì vẫn đang giữ lệnh sọt. Ừ, mình đang có lệnh sọt các bạn. Và mình đang giữ lệnh sọt và mình ngồi yên thôi các bạn. Mình ngồi yên vẫn giữ bid với e, nhưng mà nó chỉ chiếm được khoảng tầm hơn khoảng tầm 25% tài khoản thôi, ngồi yên. Thầy sẽ để cái tỷ lệ này đến tận năm sau các bạn. Kể cả mình không sẽ không bán hết, mình sẽ vẫn để cái tỷ lệ này. Từ giờ đến năm 2025 các bạn. Kể cả mình bán, mình vẫn để lại khoảng tầm 20 đến 25% tài khoản. Nếu mà để lại thì chắc là chỉ để bit với e, không để cái con nào khác. Nếu mình đã xác định bán all coin thì mình sẽ bán hết. Còn để lại thì chắc chắn là sẽ để chỉ bit với e thôi, không để những con khác. Các bạn có câu hỏi gì không? Các bạn có câu hỏi thì comment nhé. Các bạn có câu hỏi thì comment nhé. Không thì thầy sẽ xuống live đây, vừa cũng cũng muộn rồi. Anh chị em có câu hỏi thì comment nhé, còn không thì thầy sẽ xuống live thôi. Thầy cũng muộn rồi. Đấy, muộn rồi, thầy cũng live được gần tiếng rồi. Bye bye cả nhà nhé. Hẹn gặp lại anh chị em ở trong những video tiếp theo. Bạn nào mà muốn vào nhóm VIP ấy, đấy, học phân tích kỹ thuật thì bạn nhắn tin cho thầy theo cái thông tin ở trên. Bye bye cả nhà.